Mới quay trở lại kênh của Minh Biker ha, thì mình bán xe rất là nhiều mà lâu lâu mới rảnh để mình quay một cái clip. Tại vì mình bán liên tục của anh em, như mấy con này đâu có khách cọc hết, mua hết mà đâu có quay clip được. Thì hôm nay mình giao con Z 800 về Bến Tre, về dưới Bến Tre cho anh em nha. Thì Z 800 này á thì nó rất là bền và nó rất là dễ chơi, dễ sử dụng. Nhưng nó bị cái là mà nó nặng nha anh em. Những anh em có chiều cao hoặc là anh em lực lưỡng thì chơi nó được. Thì con này là bản Candy, bản này là đẹp đẹp và rất là nhiều người thích, để mình dắt ra ngoài cho anh em chiêm ngưỡng. Rồi. Thì con này á có cây bô độ. Khách chưa có bằng lái nên khách nhờ mình gắn bô zin vô. Thì cây bô độ đây. Còn đây là anh em đang tư vấn, đây là chủ xe nha anh em. Ở Bến Tre đúng không? Em ở quê vợ Bến Tre, Vĩnh Long. Ồ, vậy là ai đứng tên? Em đứng tên. Về Vĩnh Long hả? À, em về Vĩnh Long. Là chạy về tới Vĩnh Long. Bây giờ chạy về Bến Tre xong rồi mai về Vĩnh Long. Ờ. À. Thì đây là chủ xe. Ủa, chiều cao mét nhiêu ta? Em mét 72. 72, leo lên xe ngồi thử nó hợp không? Cái này cái lon chừng nào mình ra xét xe xong rồi mình gắn cái lon vô nha anh em. Mẫu cho anh Minh. Mét 72. Mét 72 là vừa á. Là vừa hợp lý luôn á anh em. Quay 72 là ok ha anh em ha. Này bự lắm nha. Tướng ngoài bự lắm, nhìn cái đuôi là anh em biết rồi. Tướng to lắm chứ không phải là tướng nhỏ đâu. Rồi. Thì ê, mình có thể xuống mình chạy vòng luôn đi, thử xe luôn. Rồi, hơn test giùm anh cái. À, thứ nhất là bây giờ test đèn đuốc đồ này nọ. Đó. Con này là lên đèn led hết rồi nha em. Yeah. Tất cả lên đèn led. Rồi, mở test hết đèn trước, đèn sau. Đó, hai bóng pha code rồi ok. Hết sáng hết. Rồi xi nhan trước, xi nhan sau. Rồi ok. Xíu nữa xíu cái biển số ra ngoài. Thì ký xong hết xong xuôi á, em gửi anh biển số cà vẹt lại cái hợp đồng, lát nữa mình ký. Yeah. Rồi về á, nhờ ai cà giùm anh bộ số khung số máy được không? Giờ lát nhờ anh cà luôn được không? Cà ở đây anh dục lung tung nó mất á, ý là anh cà giùm em mang theo luôn, mà chừng nào khi gửi hồ sơ trả lại á. Sợ nó trôi không? Nó cho màu ý là không, về dưới nhờ thợ sửa xe là cà dễ lắm, lấy giấy cà rồi em bỏ chung với này tập hồ sơ đó là được rồi. Số khung nằm đây, số máy nằm đây, dễ mà đó anh. Một đống giấy cà trong khi kìa, ý là một đống cà sẵn á, mà sợ nó lẹt á, tại nhiều khách mà, ý là một khách á mình bỏ vô một cái tập, dù em bỏ vô cái tập đó, anh cầm cái tập đó anh đưa dịch vụ đi rút luôn. Là đó, nó gì đó, nó là gì đó, còn lẻ nhiều khi nó rơi rớt một hai cái mất công kêu em gửi đó. Nó cũng dễ thôi, không có gì khó hết. Rồi thì em bây giờ dắt xe xuống cho em nó chạy thử đi. Thì tùy xe nha anh em. Xe này thì chủ đi kỹ thì ok, xe này nguồn gốc chủ xe rõ ràng. Thì bây giờ dắt xuống cho em chạy thử đi rồi mình đi ký giấy. Nếu như mà xe mà chạy mà khách không có thích á, thì ở mình là làm lại hoặc là cho đổi luôn nha anh em nha. Bên mình là phải xe chạy ok hết thì bên mình mới cho lấy xe nha. Anh Minh đây là cho đổi ngang luôn. Cho đổi ngang luôn. Cái này giống ống dòm ghê. Rồi. 8 anh Minh cho đổi ngang thành Z9 luôn. Thì bên mình có luôn vận chuyển cứu hộ luôn nha anh em nha. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng dịch vụ ha. Hậu mãi sau này là gồm có bảo trì bảo dưỡng rồi vận chuyển cứu hộ hoặc là cái gì đó anh em cần thiết là bên mình có hết. Quan trọng là money thôi. Quan trọng là money thôi, còn dịch vụ là tận răng anh em. Mình lên mình thử một vòng đi. Chủ xe cao nha, cao chạy với 8 hộp á. Đối với những con với 8 này khi em ôm cua á, em ôm nhẹ nhàng thôi. Không có ôm gắt giống như Exciter đồ đâu nha. Đang đi Exciter hả? Winner ôm nhẹ nhàng đó, thì này là công tắc khẩn cấp ha. Đó, thì xe để lâu chịu khó chạy vài vòng và cho nó vô, tại bữa giờ mình để lâu em cọc cũng lâu rồi đó, đâu phải là thấy đâu đó. Xe rất là êm ha anh em, còn khối lớn mà mấy êm cỡ này thì thôi. Rồi giảm xuống.
Còn lưu ý nha, phân khối lớn lúc nào dặm xuống nó cũng phải có tiếng kêu hết á. Có nhiều anh em từ xe nhỏ đến xe lớn á, người ta dặm nó ủ sao nó kêu vậy. Bất cả xe nào nó cũng kêu. Từ cá mập tới giấy 8, giấy 1000 anh dặm xuống thì nó phải có tiếng kêu một chút xíu. Nó kêu vô số đó anh em. Nó là bình thường nha anh em nha. Nhiều anh em rất hỏi mình câu này. Rồi, dặm xuống rồi thả ra rồi móc lên chạy như ẹt thôi. Rồi. Vô em. Tại vì ảnh có bằng rồi nhưng mà ảnh chưa có lấy bằng, cho nên phải gắn cái này vô. Rồi vài bữa ảnh ấy thì ảnh lắp cái này vô. Cái này là chủ xe trước bán, là chủ xe cho mình, cho mình luôn trên xe, thì mình có nhiệm vụ thì mình cũng phải đưa luôn lại cho cái người mua sau đó. Chứ cái cây này mình tháo ra mình bán cũng được vài triệu anh em mà. Đúng không? Cây này tháo ra cũng được vài triệu rồi nha. Bát carbon rồi nha, cổ titan rồi nha đó. Ồ, nay đi qua bên anh là tính làm gì? Đi qua chơi thôi. À, qua chơi hả? Qua thăm em thôi. À, xe này vận chuyển cứu hộ là sướng lắm nha anh em. À, nội thất là ok. À, ví dụ, vận chuyển cứu hộ là anh em gọi cho mình. Ví dụ anh em có sự cố gì đó thì alo, nếu như mình rảnh nha. Nếu như mình rảnh, đó xe về. Vô coi dàn xe của mình ha. Gồm có cá mập, Ducati, CB650. Cái đó giờ bữa quay sau. Mấy cái dàn xe của mình chạy thì mình quay sau. Bây giờ quay khách thôi. Êm, mạnh, mượt. Mặt nhớ số mệt quá. Con này trước là mình mới bảo trì phuộc á anh em. Là anh em mới lưu ý nha. Nhiều anh em mua xe mà Z8 này là từ đời 2016, 2017, 2018, 2019. Cũng 4-5 năm rồi. Thì mà xe nào mà không bảo trì phuộc là xe đó anh em về là xì phuộc á. Tại vì cái thời gian rồi mình phải bảo trì, bảo dưỡng, phuộc, phiết, đồ này nọ, vệ sinh, đồ này nọ hết. Chứ mà xe mà để vậy đi á, là về là anh em đi vài bữa là sẽ xì dầu nha. Rồi giờ sao em mà? Em quá có buồn không? Không sao. Đó thì anh chỉ cho số máy nè. Số máy thì với 8 số máy nằm đây ha. Rồi số sườn thì nằm đây, đa số những con vết thì nằm đây. Đây nè, nhìn vô là thấy liền. Thì cà cho anh hai bộ. Rồi, còn cái hồ sơ á, anh em lưu ý cái hồ sơ á, là mình đi mình gửi công an liền. Khi nào có là công an sẽ gửi cho mình. Chứ mình không có giữ cái hồ sơ làm gì đâu. Nhiều anh em người ta không biết, người ta hối. Nhưng mà bây giờ mình hối công an đâu được. Công an nó giao khi nào là giao khi đó à. Chính chủ đi rút cũng vậy á. Hôm bữa mình có thằng người em đi rút chính chủ. Lúc đầu công an nó hẹn là 15 ngày. 15 ngày lên rồi xong công an hẹn thêm 10 ngày nữa. Tại vì cái vấn đề xử lý giấy tờ của công an á, nó hơi lâu chút xíu, anh em thông cảm. Nhưng mà Minh sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Còn này kính chắn gió gắn thêm em. Còn không thích thì mình về mình tháo ra đó. Thì không thích thì gắn cái kính khác vô. Cái kính này mọi thứ là hồi bữa anh lấy xe sao á, chủ xe để lại là anh có quay là bây giờ anh để lại cho em hết, chứ không có tháo. Nó không, ví dụ mình tháo này cũng được mấy chai rồi đó anh em. Rồi về thông hao giờ anh em đi cái giấy ha. Thì con xe này, cái miếng này hồi trước là chủ xe chế nha. Cái miếng này là từ R3. Cái xe này lý lịch rõ ràng. Mà ổng mua miếng với 8 không có, ổng lấy miếng R3 ổng gắn vô để chống trượt. Miếng này miếng carbon. Thì nó chống trượt để cho mình ém chân thôi. Miếng sao nó vừa là được. Rồi cái yên này là yên zin của Z. Z thì nó có chữ Z nè anh em. Màu candy nè. Anh em quay vòng cho anh em coi cái con xe. Nè anh em, số xe còn đẹp quá trời nè hôm nay. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Anh em mình vô clip một cái coi. Anh đứng gần nhau, đứng gần cha. Này cũng phải 1m7 anh em à. Đó, vô clip nè, đó. Này không có chụp hình, để làm hình thumbnail thôi. Đó, quay cho vui thôi. Rồi, ok anh em ha. Con, anh em coi cái con Z800, những anh em chơi Z rồi, anh em cũng biết. Cái con nó nhẹ hiều nè, anh em bóp một ngón nè, anh em thấy chưa. Đó, đa số Z8 là chắc chắn là nó phải, con nó phải cứng. Z8 là nó vậy rồi anh em, tại sau này nó mới cải tiến anh Z9. Nhưng mà cái con Z8 này anh em thấy không, bóp một ngón là bình thường, rất là nhẹ. Thì anh em cũng biết là chất xe mình đưa tới anh em là chất xe đẹp, chất xe ok rồi. Anh em nhìn cái cổ bô nè, cái phần cổ bô nè, chủ xe đi ít hay nhiều mà nhìn cổ bô anh thấy không, nó vẫn còn sáng trưng à anh em. Mình chưa có chà cổ bô luôn nha, ở đây là mình không có chà cổ bô luôn. Lúc mình lấy xe là nó vậy luôn rồi đó. Mình chỉ rửa xe hết bụi thôi, tại xe này đa số chủ cũng giữ kỹ. Rồi ok, bắn anh em, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chúc anh em có một ngày thiệt là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát lộc nha.
để có thêm kinh phí để tới đây rước mấy em mô tô phân khối lớn về. Anh em nào mà chưa có xe thì coi clip cho đỡ ghiền, còn anh em nào có xe thì đổi xe khác chạy cho nó đổi gió, đổi gió chứ không phải là đổi vợ nha. Ok.